Xe cũng như người, cần được chăm sóc đúng cách mới có thể bền bỉ cùng bạn đi qua năm tháng. Hôm nay, hãy cùng Huy khám phá tuyệt chiêu để xe tay ga mới mua luôn bền đẹp. 1.000 km đầu tiên, vô cùng quan trọng nha. Ở 500 km đầu tiên, anh em nhớ giữ đều tốc độ của xe trong khoảng từ 40 tới 50 km/h. Nhưng từ 500 km đến 1.000 km, thay đổi tốc độ của xe bằng cách vận hành tay ga, nhưng nhớ là vẫn chưa có được chạy hết ga đâu nha. Sau 1.000 km, anh em có thể chạy nhanh hơn. Nhưng đừng quên thay nhớt động cơ và nhớt hộp số anh em nha. Lựa chọn loại nhớt phù hợp cho xe tay ga và lưu ý thay nhớt định kỳ là một trong những yếu tố quan trọng giúp xe vận hành trơn tru và bền bỉ. Không nên nổ máy tại chỗ trong thời gian dài để roda. Không nên tăng tốc đột ngột. Không nên chạy xe ngay khi vừa nổ máy. Và không nên chở nặng quá 60% tải trọng của xe. Giờ đây, bạn có thể yên tâm về cách vận hành một chiếc xe mới bền mượt.